tỉnh Quảng Nam trước đó tối ngày 30 tháng 9 tại chùa Đông Yên, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ diễn ra đêm thiền trà chủ đề Bình Yên ở đây với sự tham gia của hơn 100 đạo hữu Phật tử gần xa. Tại đây, Đại Đức Thích Nhuận Bình, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam trụ trì chùa Đông Yên, đã có những chia sẻ về thiền trà và cách uống trà. Thiền trà là một hình thức thiền trong khi uống trà ở mọi lứa tuổi, mọi nền văn hóa khác nhau, ai ai cũng có thể thực hành thiền trà. Đây là phương pháp quán chiếu thầm lặng vào chính mình trong suốt buổi thiền trà. Đại Đức Thích Tịnh Trí đọc bài thi kệ thiền trà và hướng dẫn đại chúng dùng trà trong chánh niệm, chia sẻ những cảm nhận của mình trong cuộc sống, cũng như bày tỏ những cảm xúc khi tham dự đêm thiền trà. Khép lại buổi thiền trà, Đại Đức Thích Nhuận Bình gửi lời niệm ân chư tôn đức Phật tử đã hỗ trợ thực hiện buổi thiền trà để mọi người có dịp lắng động tâm tư, cùng nhau chia sẻ động viên, khích lệ nhau, cùng hướng đến tâm giác ngộ rộng lớn, vơi đi những thăng trầm của cảm xúc lo lắng muộn phiền, có được niềm an lạc trong giờ phút hiện tại. Được biết trước đó, vào tối rằm tháng 8 âm lịch, chùa Đông Yên đã tổ chức vui hội trung thu cho hơn 500 cháu thiếu nhi tại địa phương. Trong chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục múa lân, được tặng quà bánh trung thu và nhận những lời chúc mùa Tết đoàn viên an lành ấm áp từ chư tăng Phật tử.